Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 6 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là khoảng chừng 8 giờ tối giờ Cali và ở Việt Nam đó ngày hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 7 tây tháng 10 rồi. Thì các bạn thấy là wow Bitcoin. Chúng ta thấy được tối hôm qua tới bây giờ đã có một sự tăng trưởng rất là mạnh. Bây giờ chúng ta thấy là Bitcoin cả ngày hôm nay. Xoay quanh cái mức là 55.000 đô Lúc mà thường là video này đó Là 54.968 Và chúng ta nhìn vào biểu đồ của Coinbase Biểu đồ đến giờ Thì các bạn thấy được đó là tình hình là Ngày hôm nay là một màu xanh như là các bạn thấy trên màn hình Thì uh, hôm nay tôi muốn dành thời gian Để mà chia sẻ một số những cái Thông tin, tin tức với các bạn Cũng như là thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ về Shiba Inu Tại vì rất nhiều bạn muốn thường nói Về một số những cái tài liệu liên quan đến Shiba Inu Thường cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ ngày hôm nay Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về những cái tài liệu on-chain nhưng mà trước hết á, các bạn thấy được là tình hình bitcoin tăng trưởng đó nhưng mà chúng ta thấy được là ethereum thì cũng có một màu xanh nhạt nhưng mà chúng ta thấy là có một phần của thị trường đó là có một phần là màu đỏ ngày hôm nay có những đồng các bạn yêu thích ngày hôm nay là không tăng trưởng mà bitcoin lại tăng trưởng thì tình hình này á, thường cũng đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua rồi đây là một tình hình mà chúng ta cũng thường gặp khi mà bắt đầu một cái đợt tăng trưởng mới khi mà chúng ta thấy được là đợt tăng trưởng mới đó thường là chúng ta thấy là Bitcoin sẽ có cái sự tăng trưởng trước sau đó khi nào Bitcoin kiếm được một cái mức giá nào đó rồi sau thích lũy ở mức giá đó thì chúng ta mới thấy là altcoin mới đi theo chúng ta đã từng chứng kiến cái hiện tượng này đầu năm nay chúng ta cũng đã từng chứng kiến cái hiện tượng này hồi tháng 10 cuối năm ngoái và những đợt tăng trưởng trước đó thì cũng tương tự như vậy nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn có một số đồng rất là xanh như là các bạn thấy được là chúng ta có Stellar Lumen, chúng ta có Shiba Inu thường sẽ chia sẻ về thông tin liên quan tới hai đồng này một lát nữa. Và chúng ta nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy được là thị trường ngày hôm nay để dùng refresh trang coi vô lại và chúng ta chuyển qua night mode đi thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin có sự tăng trưởng là 7,1% trong thời gian chỉ có là 7 ngày thôi đã tăng 32,9% Và các bạn cũng đã biết là ngày hôm qua Thường đã chia sẻ với các bạn Là Bitcoin chỉ cách cái định cũ có khoảng chừng là 25% mà thôi Mà chúng ta được trong dòng 7 ngày Bitcoin đã có thể tăng 32,9% Có nghĩa là nếu như chúng ta có thêm một tuần như vậy nữa thì bitcoin sẽ nhanh chóng có cái định mới Và ngày hôm nay chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều những cái đồng ổn định đó, Những cái giao dịch đẩy đồng định lên trên những sàn Thì thường đã chia sẻ cái thông tin này với các bạn trên những cái mạng xã hội Cũng như là những chi tiết liên quan đến những cái thông tin thông báo đến từ kiếp tục hoàn ở trên Telegram Nhưng mà nào mà chưa theo dõi Telegram thì cũng nên theo dõi để biết thêm thông tin Thì các bạn thấy được là cả ngày hôm nay chúng ta thấy có hiện tượng đã xảy ra thường đó khi chúng ta thấy là có nhiều những cái giao dịch đẩy những ổn định lên trên những sàn có nghĩa là chúng ta nói tới những đồng như là đồng Tether, đồng USDC thì đó là cái hiện tượng là đẩy đồng định lên chờ sẵn đi mà thu mua và thường đó là hiện tượng này là hiện tượng thị trường sẽ đâm sau đó rồi pump lên nhưng mà các bạn thấy là cách đây hai ngày cũng có hiện tượng tương tự rồi sau đó thị trường nó bơm thẳng một cái là các bạn thấy được là đã bơm thẳng lên tới cái mức cái giá hiện bây giờ Chúng ta bây giờ đó hãy nói tới một số những cái thông tin đã bật ngày hôm nay đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ không có những cái thông tin nào mà thường cảm thấy là có thể giải thích trực tiếp được tại sao mà giá Bitcoin lại có cái sự tăng trưởng mạnh. Chúng ta chỉ biết được đó là các bạn thấy là tin tức tốt rất là nhiều thường chia sẻ tuần này qua từng nọ với các bạn. Và chúng ta cũng đã từng nhìn vào rất nhiều tài liệu on-chain liên quan đến là Bitcoin cứ mất đi và mất đi cho những sàn giao dịch và có nhiều thông tin tốt liên quan đến là những thứ chủ đầu tư rất là quan tâm đến thị trường crypto này, những ngân hàng đã tham gia vào thậm chí bây giờ các bạn thấy là quốc gia cũng rất quan tâm chúng ta không nói riêng là Salvador mà bây giờ các bạn thấy được là khả năng chúng ta lại có thêm một quốc gia chấp nhận Bitcoin nữa đó chính là Brazil chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi thông tin đó nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lợi tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và cũng như thường lợi, ngày hôm nay Thuận Ly đi bán bự tiếp tục đây chính là một cái thông điệp đến từ một sàn mà chúng ta đã từng nói đến trong nhiều nhiều video qua, đó chính là sàn năm rồi Global thì đây là một sàn mà ra mắt chỉ được hơn có 3 tháng thôi nhưng mà tới thời điểm hiện tại đó thì sàn năm rồi Global đã có thể thu hút được tổng cộng là 600.000 thành viên tham gia vào giao dịch và sàn này là một sàn mà có sở hữu một cái giao diện đẹp mắt cùng với tốc độ xử lý rất là nhanh và thêm vào đó là có những cái tính năng như là hệ thống thanh khoản tốt, khớp đình nhanh chóng và những cái tính năng cần thiết như là IO, Spot, Futures, Margin Staking, OTC và Airdrop Đặc biệt đó là sàn Number Global còn liên kết những cái dự án khởi nghiệp bằng cách đó là cung cấp một cái dịch vụ để mà hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp này tiếp cận được cái nguồn vốn đến từ những nhà đầu tư từ khắp nơi thông qua hình thức là đầu tư vào IO trên nền tảng của năm rồi IO và tới hiện tại đó thì các dự án triển khai IO trên sàn năm rồi cũng đã nhận được những cái sự quan tâm lớn từ những cộng đồng và chúng ta thấy được đó là kế tiếp thì sàn năm rồi có một cái sự kiện mà nhiều bạn chắc cũng đã từng nghe nói tới đó chính là cái thông tin liên quan đến cái sự kiện gọi là BCF Blockchain for Smart Economy và đây là sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 7 tây tháng 10 năm 2021 tại Dubai và một những đơn vị tài trợ đó chính là sàn Namroy Global đây là một cái nhà tài trợ chiến lược cho cái sự kiện này với hơn 1.000 khách chuyên gia được mời đến để mà tham dự và đây là một trong những cái cơ hội để mà giúp các doanh nghiệp và tổ chức kết nối để mà quảng bá đến mọi người và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến David Do thì David Do chính là nhà sáng lập và giám đốc điều hành tại sàn năm Rồi Global và cũng sẽ có mặt tại các sự kiện Gov Blockchain Week diễn ra trong tháng 10 này và đây được xem như là một cái hội nghị thượng đỉnh của ngành blockchain diễn ra tại dubai quy tụ những chuyên gia đầu ngành và cái mục tiêu của cái sự kiện blockchain này đó là không chỉ riêng là giáo dục cho nhiều khán giả biết về blockchain và các lợi ích mà nó còn để tập hợp những lãnh đạo trong ngành lại với nhau để mình nâng cao nhận thức về cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó chính là bình đẳng và đa dạng trong kinh doanh công nghệ và quản lý ngày nay thì đây những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn liên quan đến sàn năm rồi global sự kiện bcf và sự kiện góp blockchain nếu mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về những thông tin này thì tôi sẽ để cái link bên dưới để các bạn có thể bấm vào để mà tìm hiểu thêm tối ngày hôm qua tôi thường có chia sẻ một cái tài liệu với các bạn trước khi đi ngủ đó đó chính là tỷ phú George Soros cái người mà nhiều người cho cái mệnh danh đó chính là người đàn ông đã đánh sập bản anh thì cho Soros đó là có cái thông tin đến từ một bài viết của Zero Hedge nói là cho Soros đã rút tiền ra khỏi cổ phiếu một phần rút ra khỏi cổ phiếu và một phần đó đã đẩy vào trong thị trường crypto đây là cái quỹ đầu tư riêng của gia đình của cho Soros thì dựa theo bài viết này đó thì cái phần mà ông ta để vào thị trường crypto là phần nhỏ mà thôi nhưng mà không nói rõ là cái phần đó là bao nhiêu phần trăm của tổng số quỹ đầu tư của George Soros các bạn thấy được là một phần nhỏ thôi Quan chừng là 5 phần trăm đã là một con số tiền rất lớn rồi tại vì đây là một tỷ phú và các bạn thấy được là George Soros cũng rất quan tâm đến thị trường DeFi dựa theo bài viết này của Zero thì uh, chúng ta thấy là ngày hôm nay đó cái thông tin thường chia sẻ hồi sáng này đó chính là khi mà thường thức dậy thấy cái tình hình thị trường nó lại có cái sự tăng trưởng mạnh như vậy thì uh, tình hình đó, khi thuận xem hồi sáng này đó có phải là chúng ta có thông tin gì lớn hay là không thì cái mà thuận có thể nhận ra được đó là lúc mà tình hình có sự tăng trưởng đó thì chúng ta thấy được là có 1,6 tỷ đô la BTC market order có nghĩa là có ai đó đã market order nghĩa là mua cái giá trên thị trường là tổng cộng là 1,6 tỷ đô la và mua đồng Bitcoin đây là cái tài liệu đến từ À, cái uh, trang web tiếp tục coin mà nhiều bạn đã sử dụng và các bạn thấy được đó thử tiếp tục nhìn vào cái tài liệu là cái chỉ số Coinbase Premium như là cái tài liệu bên dưới này thì mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái tài liệu này có cái sự tăng trưởng đó chỉ số này tăng trưởng có nghĩa là chúng ta thấy là cái áp lực mua đến từ sàn Coinbase đây là một chỉ số đo lường cái giá cả của Bitcoin giữa hai sàn một sàn là Coinbase, một sàn là Binance và cái lý thuyết đó là những nhà đầu tư riêng lẻ thường sẽ sử dụng sàn Binance còn những nhà đầu tư mà họ mua số lượng lớn đó, những tổ chức đầu tư họ sẽ sử dụng sàn Coinbase Pro và đây là một những điều mình thường đã chia sẻ trước đây các bạn thấy được những công ty lớn đó như chúng ta nói tới là công ty Michael Strategy thì cũng đi thu mua Bitcoin được sự hỗ trợ của công ty Coinbase Pro hay là chúng ta nói tới công ty Tesla cũng như vậy cho nên mỗi lần mà cái chỉ số này có cái sự tăng trưởng thì rất nhiều người quan tâm đến và hồi sáng này đó trước khi mà chúng ta thấy là giá cả tăng đã có cái sự tăng trưởng cộng với lại chúng ta thấy được là cái tin tức được chia sẻ bởi Twitter của Crypto Khoan đó chính là chúng ta thấy được là có số lượng lớn Bitcoin di chuyển có nghĩa là được thu mua ở trên tài liệu cho thấy được là khoảng chừng 1,6 tỷ đô la thì đây là cái lý do mà bây giờ nhiều người cho là tại sao giá lại có cái sự tăng trưởng mạnh đột ngột như vậy không phải là chúng ta nói tới là có nhiều người bị thanh lý cái số lượng lệnh bị thanh lý đó không có nhiều cái điều mà nhiều người cho là dẫn đến sự tăng trưởng đó chính là có cái lực mua lớn trên những cái sàn thông thường lên tới 1,6 tỷ đô la thì đây nghĩa là gì đây là một cái dấu hiệu là có một ai đó một tổ chức nào đó một con cá voi đã thu mua và thu mua trực tiếp trên thị trường thì điều này đó nhiều người cho là có phải là cho Soros hay không Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là khi chúng ta nghe nói tới thông tin là một ai đó đã bắt đầu đầu tư vào crypto, tôi nghĩ là họ đã đầu tư rồi cho nên họ thông báo chứ không ai mà thông báo trước. Rồi để các bạn đẩy giá lên sau đó họ mua với cái giá cao hơn đâu. Cho nên tôi nghĩ nếu như mà Joe Soros đã đầu tư vào một phần vào trong thị trường này thì đã mua trước đó rồi. Còn về cái vấn đề tại sao mà chúng ta thấy có cái số lượng tiền lớn như vậy lại sử dụng một sàn market để mà đi thu mua cái giá hiện tại thì rất là khó nói các bạn được là có thể là họ không có đủ cái số lượng để mà cung cấp trong sàn OTC cũng có thể là à, tại vì họ muốn thu mua như vậy để tạo cái sự FOMO đến từ mọi người thì có rất nhiều lý do tại sao mà chúng ta lại thấy hiện tượng này xảy ra tại sao mọi người mua cái số lượng lớn như vậy mà lại mua trực tiếp trên sàn thì uh, tôi nghĩ là dù sao thì chúng ta cũng sẽ không biết được sự thật là gì đâu chúng ta chỉ có thể biết được là điều này đã xảy ra và cái người mà mua cái số lượng 1,6 tỷ đô la mà đi thu mua bitcoin đó thì đương nhiên người này đã không có cái sự lo ngại là người ta biết là có cái số lượng lớn này được thu mua từ những sàn thông thường đây là điều mà được chia sẻ bởi crypto Khoan cũng như là tài liệu mà muốn mang đến cho các bạn tại sao chúng ta lại thấy cái giá cả tăng trưởng ngày hôm nay nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục nói tới một số những cái thông tin thì thông tin ngày hôm nay có rất nhiều những thông tin tốt như là các bạn thấy được là tài liệu liên quan đến nợ trần đi thông muốn cung cấp cái uh, cập nhật với các bạn đó chính là hôm nay đó thì lãnh đạo thiểu số của thượng viện đó chính là Mitch McConnell đã đề nghị đình chỉ ngắn hạn mức nợ trần của Hoa Kỳ các bạn cũng nên nhớ là bây giờ đây thì bộ trưởng bộ tài chính nói là trước ngày 18 tây tháng 10 chúng ta cần phải có một cái sự thỏa thuận để mà một là loại bỏ nợ trần hai là nâng cái nợ trần lên có nghĩa là đây là cái mức cao nhất mà Hoa Kỳ có thể mượn bây giờ chúng ta đã gần tới mức cao nhất rồi nếu mà không mượn được tiền thì sẽ không có cách nào để mà trả những khoản nợ trước đó thì dẫn đến cái tình trạng bỡ nợ chúng ta đã nói tới trước đây rồi thì các bạn thấy được là bây giờ là ngày 6 tây chúng ta còn tới ngày 18 tây thì bây giờ đó cái điều mà được đề nghị ngày hôm nay bởi lãnh đạo thiểu số thương viện Mitch McConnell thì chính là bây giờ đã tạm thời là đình chỉ cái việc liên quan tới nợ trần có nghĩa là tạm thời ngưng. Nợ trần không quan trọng có nghĩa là Hoa Kỳ có thể chi tiêu hơn cái số nợ trần. À, nhưng mà điều này đó sẽ là tạm thời mà thôi. Có nghĩa là hai đảng sẽ có thêm thời gian nếu như mà tất cả đều chấp nhận thì sẽ ngưng ngắn hạn và tiếp tục hoạt động như bình thường và tiếp tục sẽ mượn được tiền như bình thường mà không cần quan tâm đến cái nợ trần nữa và cả hai đảng sẽ có thêm thời gian từ đây cho đến cuối năm để mà bàn về cái việc nợ trần có nghĩa là sẽ có thêm khoảng thời gian là hai tháng mấy nữa để có thể có những cái kết quả tốt hơn đây là điều mà được chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa biết được là cái đề nghị này có được chấp nhận hay không nhưng mà đây cũng là một cách có nghĩa là ngưng nợ trần tạm thời tiếp tục vay mượn hơn cái số nợ trần đó cũng không sao với cái điều kiện là từ đến cuối năm phải có một cái quyết định là tăng cái nợ trần đó như thế nào đây là điều được nói tới ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm khi mà chúng ta có thêm thông tin đương nhiên thông tin này là dẫn tới thị trường cổ phiếu lại là một màu xanh ngày hôm nay các bạn thấy được là lúc nào cũng vậy chúng ta thấy là mỗi tuần đều có mỗi câu chuyện khác nhau có tuần thì chúng ta nói tới cái thông tin liên quan đến khủng hoảng tài chính của từng chúng ta nói tới thông tin liên quan tới Evergreen, có từng chúng ta nói tới nợ trần lúc nào thì cũng có một câu chuyện được chia sẻ và được mọi người quan tâm đến chúng ta cần phải hiểu được đó là câu chuyện đó thật hư như thế nào sự thật ra sao và ảnh hưởng như thế nào đó chính là điều mà thường hy vọng mang đến cho các bạn qua những cái video mà thường chia sẻ hàng ngày nhưng mình nói tới đây đó thì có một điều thường muốn chia sẻ với các bạn là ba ngày tới đây hôm nay là ngày thứ tư tại hoa kỳ thì ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy đó có thể là không có video sẽ cố gắng nhưng mà có thể là không có tại vì thông bự một số việc trong vòng 3 ngày này. đương nhiên tôi sẽ tiếp tục để mà chia sẻ những thông tin nổi bật với các bạn trên những mạng xã hội. cho nên những bạn nào mà chưa theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội như là facebook, twitter hay là telegram đó thì hãy bấm vào cái link bên dưới để mà theo dõi tại vì Thuần sẽ tiếp tục chia sẻ. nhưng mà ba ngày tới đây đó thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì sẽ cố gắng để mà chia sẻ với các bạn. nhưng mà nếu như mà thời gian không cho phép thì thuận sẽ không thể chia sẻ được với các bạn. Cho nên các bạn theo dõi mạng xã hội là cách tốt nhất trong thời gian 3 ngày này. Kế tiếp nữa, Thùng muốn chia sẻ với các bạn là cái thông tin liên quan tới các bạn cũng nên nhớ là việc là SEC đó. Chủ tịch SEC là Gary Gensler nói là bây giờ không thích những độ ổn định và cho độ ổn định là một chứng khoán thì nhiều người thì muốn biết là tại sao mà chủ tịch của SEC là Gary Gensler nói là đồng ổn định có nghĩa là những đồng mà một đô la đó những đồng như là đồng USDT, đồng Tether hay là đồng USDC lại là một chứng khoán thì Gary Gensler trả lời đó là tại vì đứng sau lưng cái đồng ổn định đó đó chính là cái công ty họ lưu trữ tiền để mà phát hành độ ổn định, sau đó họ dùng cái số tiền đó của thằng rồi họ đi đầu tư, cho nên độ ổn định là một loại chứng khoán, nhưng mà nói như vậy đó cũng không đúng. Tại vì các bạn thấy được là trên Twitter đó thì Adam Cochran đã chia sẻ một cái nhận định đến từ Jerry Bridle, thì cái nhận định này là gì? Cái nhận định này đó hãy nhìn vào những công ty như là PayPal đi. Nói một cách đơn giản khi mà các bạn gửi tiền vào trong PayPal, PayPal không phải là một ngân hàng. Các bạn theo được những công ty mà phát hành đồng ổn định, đó, như là công ty Circle mà phát hành đồng USDC hay là chúng ta nói tới công ty Tether phát hành đồng USDT những công ty này không phải là ngân hàng. Thì SEC nói không phải là ngân hàng mà lấy tiền của khách hàng để mà đi đầu tư thì coi như là một chứng khoán. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là công ty PayPal không phải là một ngân hàng. Khi mà các bạn để tiền vào trong cái ứng dụng PayPal đó, thì Paypal sẽ kết hợp tiền các bạn với tiền của Paypal, với tiền của những cái người khác gửi vào công ty Paypal. Sau đó họ sẽ làm gì? Họ sẽ lấy cái số tiền đó để mà đi đầu tư dựa theo à, những cái luật lệ mà đã có. Thì nếu như vậy có phải Paypal à, cũng là chứng khoán hay không? Có tiền các bạn để trong Paypal cũng là chứng khoán hay không? Thì đương nhiên không phải Nếu như vậy nên thì tại sao mà chủ tịch SEC lại nói là tiền gửi vào trong những công ty mà phát độ ổn định là chứng khoán cho nên độ ổn định là chứng khoán các bạn thấy được là đây là cái điều mà vô lý có nghĩa là SEC có hai cái định nghĩa khác nhau mặc dù là hai định nghĩa đó là giống nhau liên quan đến công ty PayPal hay là những công ty tương tự so với lại những công ty mà phát hành độ ổn định đây là điều mà được nói đến ngày hôm nay có nghĩa là lập luận của chủ tịch SEC không hợp lý lắm cái mà chúng ta cũng đã hiểu đó chính là cái sự lo lắng liên quan tới ổn định đó là không phải đồng định là chứng khoán hay không phải là chứng khoán mà cái sự lo lắng ở đây đó tại vì thấy được là độ mình là một đô la thì có là chứng khoán hay không phải là chứng khoán thì cũng giống nhau mà thôi tại vì đâu có thay đổi về cái phương diện giá cả hàng ngày đâu mà ảnh hưởng đến cái sự lên xuống của nhà đầu tư cái điều thực sự mà SEC quan tâm đến ở đây đó, đó chính là bảo vệ đồng đô la và bảo vệ ngân hàng tại vì bây giờ đó SEC cũng như là ban quản lý chứng khoán hoa kỳ nói là sau này có thể là ngân hàng mới là đơn vị có thể phát hành độ ổn định mà thôi chứ không phải là công ty tư nhân cho nên đây là điều mà chúng ta đã từng nói đến tôi muốn chia sẻ thêm một góc nhìn với các bạn là cái lập luận của chủ tịch của sec liên quan đến tại sao mà độ ổn định ở chứng khoán đó thì không có hợp lý lắm